Trước đây khi chưa tìm hiểu sâu giáo pháp, khi đó con là Phật tử VGBT, chắc Phật giáo phát triển hả? Sau này con có follow nhiều các trang trên TikTok, họ chia sẻ quan điểm của mình về Phật giáo phát triển. Từ những bài chia sẻ đó, con thấy tâm của mình đối với một vài vị tăng ở Phật giáo phát triển không còn trong sạch như trước. Con nghĩ là bậc xuất gia thì mình nên tôn kính, và khi nghe pháp ở các tông phái đó thì mình cần chọn lọc là được. Nhưng tâm của con đối với các vị đó không còn được trong sạch và tôn kính như đầu nữa. Như vậy tội có nặng không, và bây giờ con phải làm sao? Như sư nói, chúng ta không nên để cái mác nó đánh lừa mình. Không phải những ai, bất cứ ai mà người ta nói là cái áo thì không làm nên thầy tu, mặc dù thầy tu thì cần cái áo. Thì đôi khi người ta mang danh tu sĩ mà người ta lên trên TikTok, người ta ca hát, người ta kể chuyện đời, kể chuyện tình yêu, các thứ, nói ba cái thứ linh tinh, thì mình xem như đó là cái đồ hàng không được riêu lắm. Người ta nói ở đời có hai thứ, một là hàng riêu, hai là hàng không được riêu lắm. Tức là hàng, một là hàng thiệt, hai là hàng không có thiệt lắm. Thì mình cứ coi họ là hàng không có thiệt lắm, để qua một bên. Không nên vì những người không phải đồ thiệt như vậy mà mình mất niềm tin nơi đồ thiệt. Nó giống như mình ra ngoài mình mua phải đồ giả. Ví dụ như mình mua cái một cái máy tính giả, một cái xe chứ không giả, cái xe Trung Quốc, cái xe hai bánh giả, rồi từ đó mình chạy nó cứ bệnh lên bệnh xuống, rồi từ đó mình ác cảm luôn với cái đồ thiệt thì không có nên. Cho nên á, sư chia sẻ là không nên gắn nhãn bất cứ tông phái nào. Mình chỉ cần coi là họ có đúng chánh pháp hay là không, nếu không phải là mình dẹp họ qua một bên. Đó là cách đơn giản nhất. Và nhớ giùm sư một câu là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Cái người này mình nhắm xài không được thì mình dẹp qua một bên. Còn cái người nào mình xài được thì mình xài. Hơn nữa thì xin thưa là thời gian gần đây thì nhiều Phật tử họ cũng nói, thì tôi sư gieo duyên, thì sư gắn thêm cái máy nữa, thì like thêm một cái kênh TikTok đi. Rồi thì nếu như ai có duyên có phước họ nghe được thì nó cũng tốt. Chứ thực tế mà nói thì sư cũng không có thích cái chuyện mà hoằng pháp trên TikTok đâu. Tại sư thấy cái nền tảng TikTok nó tạp nham quá, nó bất thiện nhiều. Thành ra là, nhưng mà thôi, thì để cho các bạn quản lý, chứ sư khi nào sư live stream thì sư mới mở TikTok lên, chứ còn bình thường sư cũng chả mở làm cái gì. Đó. Rồi, thôi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo ha.